Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Lê Văn Duy, mã số sinh viên 16151126. Sau đây em xin trình bày bài tập 4 môn vi sinh lý đại trà 2018 do giáo viên Nguyễn Văn Thiệp giảng dạy. Đề bài yêu cầu vẽ lại mặt phần cứng và viết chương trình cho đèn giao thông. Thời gian đèn đỏ 33 giây đếm từ 32,0. Thời gian đèn vàng 5 giây đếm từ 4,0. Thì suy ra thời gian đèn xanh sẽ là 28 giây đếm từ 27,0. Đầu tiên sẽ là vẽ lại phần cứng. Thì cái mặt phần cứng này thì thầy đã cho sẵn, mình chỉ việc vẽ lại. Thì cái này mình đã vẽ rồi, mình sẽ giải thích qua cái mặt này. Đây là hai giao lộ gồm ba đèn là xanh đỏ vàng giao lộ 1, xanh đỏ vàng giao lộ 2. Ba cái xanh 1, đỏ 1, vàng 1 sẽ được nối với ba chân của bậc C này, đó là xanh 1, đỏ 1, vàng 1, C0, C1, C2. Tương tự, xanh 2, đỏ 2, vàng 2 của giao lộ 2 được nối vào ba chân này. Đây là con IC chốt là bài 4 LS595. Thì mình sẽ giải thích qua cái con IC này. Các chân của nó là chân DS là chân dữ liệu vào, chân SHCB là chân dịch dữ liệu, chân STCB là chân chốt dữ liệu, chân Master Reset, chân OE là chân cho phép nó ra ở mức thấp. Thì tiếp theo sẽ là phần viết chương trình điều khiển. Khai báo thư viện cho con vi điều khiển, khai báo tần số cho Thạch Anh, sử dụng delay 10 MHz để định nghĩa các chân, chân SR, SCK, RCK. SR nói là chân sự D0, SCK chân D1, RCK chân D2, chân G là chân D3. Đây chân X1 là được nối với xanh 1, chân X1, D1, V1 tương ứng là các đèn xanh 1, đèn đỏ 1, đèn vàng 1 nối với ba chân C0, C1, C2, xanh 2, đỏ 2, vàng 2 nối với C3, C4, C5 của bậc D. Khai báo sử dụng led 7 đoạn vào viết chương trình số 13, chương trình con số 13. Không sử dụng dấu in 8 khai báo tham số y, thì đặt cái biến x bằng bay số 7, tức là lấy cái bài thứ 7 của cái biến bay số, chạy vòng lập for y bằng 0, y nhỏ hơn 8, y tăng lên 1. Output biết chân sơ giá trị x, output lao SCK, output 2 SCK, bay số bằng bay số dịch trái, thì nó sẽ dịch biết từ phải sang trái, nó dịch từ này qua cái chân này, nó dịch qua bên trái, nó dịch từ phải sang trái, thì cái bay này sẽ được xuất đầu tiên hiển thị ra con led này. Đây là chương trình con voi kích output loud SCK, output high SCK, output light, output loud chân G. Cái này là dùng để kích xung cạnh lên cho con IC hoạt động. Chương trình con sáng 1 có 3 chương trình con, sáng 1, sáng 2, sáng 3. Chương trình con sáng 1 chạy vòng lập for y bằng 0, y nhỏ 28, y tăng lên 1, xúc 1 bay. Cái này là xúc hiển thị lên hai con led hàng chục hàng đơn vị của giao lộ 1, hai con led của giao lộ 2. Sử dụng hàm chương trình kích để kích xung cạnh lên, delay 100 ms. Thì cái này được hiểu là đèn đỏ hiển thị ra hai con led hàng chục và hàng đơn vị của giao lộ 1 tương ứng là hai số giây của đèn đỏ. Đèn đỏ sẽ sáng từ giây thứ 32, đèn sẽ giảm về 0. Đèn ở giao lộ 2 thì đèn xanh sẽ sáng từ giây 27, giảm về 0. Chuyển qua chương trình con sáng 2, khi cái này
chạy vòng lặp for liên tử thì khi đèn xanh sáng từ giây 27 về 0 thì nó sẽ tắt và bật đèn vàng lên. Bật đèn vàng lên thì sẽ sáng song song với đèn đỏ. Thì thời gian đèn xanh sáng và đèn vàng sáng nó sẽ bằng tổng cộng lại sẽ bằng thời gian đèn đỏ ở giao lộ 1. Rồi chuyển qua chương trình con sáng 3. Sáng 3 chạy vòng lặp for y bằng 0, y nhỏ hơn 33, y tăng lên 1. Nếu y nhỏ hơn bằng 27, output 2 xanh 1, hiển thị ra led. À, ngược lại thì tắt xanh 1, sáng sáng vàng 1, hiển thị ra led. Chạy hàm kích delay 100 ms. Thì mình sẽ giải thích bên này nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái đoạn code sáng 2 và sáng 3 nó sẽ hiểu là khi đầu tiên là cái đèn đỏ bên này sáng từ giây 32, đèn xanh sẽ sáng từ giây 27. Khi đèn xanh sẽ về 0 trước. Khi đèn xanh về 0 thì đèn vàng sẽ bật lên sáng từ giây thứ 4. Đèn đỏ này cũng sẽ sáng từ giây thứ 4 giảm về 0, thì hai cái này sáng song song. Khi hai đèn này về 0 thì đèn đỏ này sẽ chuyển qua đèn xanh, còn đèn vàng này sẽ chuyển qua đèn đỏ. Rồi khi sẽ làm tương tự như vậy thì khi đèn đỏ này chuyển qua đèn xanh thì đèn đỏ này sẽ sáng 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 trước. Rồi đèn vàng này chuyển qua đèn đỏ. Rồi thì sẽ sáng sau. Khi tương tự thì đèn xanh này sẽ sáng từ giây 27, khi đèn đỏ này sẽ sáng từ giây 32. Nó sẽ lặp lại tương tự như lúc nãy, thì xanh này sẽ chuyển qua vàng, còn đỏ này sẽ sáng song song với vàng. Khi hai cái về không thì đỏ này sẽ chuyển lại xanh, còn vàng này sẽ chuyển lại đỏ như lúc ban đầu. Nó sẽ chạy vòng lặp này. Rồi hành chương trình chính, phải tạo các bọt CD là các ngõ ra output, vòng lặp qua chu nè. Cái này output 2 xanh 2, output 2 đi đỏ 1 này, và hai cái sáng song song xanh ở giao lộ 2, đỏ ở giao lộ 1 này. Khi hàm chương trình con sáng 1 này, đèn xanh sẽ tắt và đèn vàng sẽ sáng ở giao lộ 2 này. Còn chương trình con sáng 2 này, đèn vàng, khi đèn vàng ở giao lộ 2 tắt cùng với đèn đỏ giao lộ 1 tắt, sáng đèn đỏ giao lộ 2, nhìn con sáng 3, tắt đèn vàng ở giao lộ 1, tắt đèn đỏ giao lộ 2. Mình sẽ build xem thử có lỗi không. Sau đó mình nó có cho không biết. Rồi mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn thấy. Đỏ sáng từ giây 32 này, xanh sáng từ giây 27 này. Thì đèn xanh này sẽ về 0 rồi chuyển qua đèn vàng, trong khi đèn đỏ này vẫn còn sáng. Thì khi đèn vàng tắt thì đèn đỏ này cũng tắt luôn, đèn đỏ này sẽ chuyển qua đèn xanh, còn đèn vàng này sẽ chuyển qua đèn đỏ. Các bạn hình dung khi mình đi đường gặp đèn giao thông thì sẽ dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Rồi đèn xanh này chuyển qua đèn vàng này sáng này, cùng song song với đèn đỏ bên này. Khi hai cái về không thì đỏ tắt xanh bật, vàng tắt đỏ bật. Rồi đèn xanh này sẽ sáng từ 27, còn này đỏ này sáng từ 32. Thì xanh về không chuyển qua vàng, đỏ sẽ chuyển lên xanh, tương tự như rồi nó sẽ lặp lại. Thì mình đã hoàn thành xong bài tập 4. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.